Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cúm Vũ Hán tử vong kỷ lục ở Ý, Tây Ban Nha hoãn dùng bộ xét nghiệm của Trung Quốc. Tại châu Âu, hai nước Ý và Tây Ban Nha vẫn tiếp tục trả giá cao về nhân mạng cho dịch cúm Vũ Hán, với số ca tử vong hàng ngày cao ngất ngưỡng tính đến hết ngày 27 tháng 3 năm 2020. Trong bối cảnh các nước này phải nhập vật tư y tế từ Trung Quốc để chống dịch, một vụ tai tiếng vừa bùng lên, một bộ xét nghiệm mà Tây Ban Nha nhập từ Trung Quốc thiếu chính xác đến mức Madrid đã phải quyết định tạm ngưng sử dụng thiết bị từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh vị linh mục Bagbaradidi, 72 tuổi, qua đời vì bệnh viêm phổi Vũ Hán sau khi nhường máy thở cho một bệnh nhân trẻ tuổi hơn. Hiện đã có ít nhất 60 vị linh mục ở Ý qua đời vì bệnh dịch này. Hôm 27 tháng 3 là một ngày rất đau buồn tại Ý. Theo số liệu chính thức, nước này đã bị thêm 919 ca tử vong trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Một con số kỷ lục từ khi đại dịch bùng phát lên từ ngày 21 tháng 2 vừa qua. Tổng cộng Ý đã bị đến 9.134 người bị thiệt mạng vì cúm Vũ Hán, đứng đầu thế giới về ca tử vong, xa hơn cả Tây Ban Nha đứng thứ hai với 5.138 ca và Trung Quốc thứ ba với 3.292 ca. Về số ca nhiễm, Ý đứng thứ hai thế giới với tổng cộng 86.498 trường hợp, chỉ thua Mỹ với số ca đã vượt trên 130.000 trường hợp. Tuy nhiên, một số nhân tố hy vọng đã xuất hiện, đà lây nhiễm đang tiếp tục chậm lại, chỉ là khoảng 7,4% vào hôm qua. Diễn biến tích cực tại Tây Ban Nha đáng lo ngại hơn. Cho dù số lượng còn thấp hơn Ý, theo tổng kết ngày 27 tháng 3, trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha đã ghi nhận thêm 832 người chết, số cao nhất tại nước này từ ngày đại dịch bùng phát, nên nâng tổng số ca tử vong lên thành 5.690 ca. Số người bị nhiễm đã lên tới 72.248 ca. Một sự kiện đáng chú ý được báo chí nêu bật vào hôm qua đó là vào vụ 640.000 bộ xét nghiệm nhanh mà Tây Ban Nha mua của một công ty Trung Quốc đã bị phát hiện là thiếu chính xác và không phát hiện được đầy đủ những trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Và chính quyền Tây Ban Nha thừa nhận là đã mua hàng từ một nhà cung cấp Trung Quốc, nhưng không được giao hàng đúng. Kết quả là Madrid đã phải lập tức đặt hàng lại các xét nghiệm mới vì tình hình đang rất khẩn cấp. Đây là hình ảnh bản tin về bộ xét nghiệm nhanh kém chất lượng mà Tây Ban Nha mua của Trung Quốc, được con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên trang tweet của anh ta từ rất sáng sớm. Từ Madrid, thông tín viên của đài tiếng nói nước Pháp RFI tường thuật như sau. Công ty liên quan mang quốc tế tên là Shenzhen Yao Biroki tại trụ sở tại Thẩm Quyến, Trung Quốc. Đây là một công ty Trung Quốc đã được chính quyền của Thủ tướng Petro chọn để cung cấp 640.000 bộ xét nghiệm nhanh hầu phát hiện việc một người có mang loại cúm Vũ Hán này hay không. Thế nhưng sau khi đã phân phối 8.000 bộ kit thử loại này, giới y tế của thủ đô Madrid phát hiện ra việc các bộ xét nghiệm này không hữu hiệu, có nghĩa là có thể cho kết quả hoàn toàn âm tính đối với một người đã bị nhiễm cúm Vũ Hán. Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm và Vi sinh Lâm sàng Tây Ban Nha cho rằng tỷ lệ chính xác của các xét nghiệm này chỉ dưới 30% mà thôi. Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Vi sinh Tây Ban Nha đưa ra ý kiến trên và đồng thời phe đối lập bảo thủ đã rất tức giận. Một nhà lãnh đạo của đảng bảo thủ còn đòi Thủ tướng thuộc đảng xã hội Petro phải từ chức. Thủ tướng Tây Ban Nha đã công nhận sai lầm và đặt mua ngay 640.000 bộ xét nghiệm khác cũng của một công ty Trung Quốc. Sự chậm trễ này rất đáng ngại vì thử nghiệm đã được tiến hành khẩn cấp đối với các nhân viên y tế, đặc biệt là dễ bị lây lan trong đại dịch ở Tây Ban Nha. Và tương tự, Cộng hòa Séc cũng đã đặt mua 150.000 bộ test kit thử từ Trung Quốc với lời giới thiệu độ chính xác tới 80%, nhưng thực tế kết quả kiểm nghiệm hoàn toàn ngược lại là sai đến 80%. Đây là hình ảnh bộ xét nghiệm của cúm Vũ Hán kém chất lượng nhập khẩu từ Trung Quốc. Tờ Isuhat của Cộng hòa Séc mới đây đã dẫn lời một chuyên gia y tế địa phương cho biết tỉnh này đã nhận được 150.000 bộ kit xét nghiệm cúm Vũ Hán chủng mới từ Trung Quốc, nhưng khoảng 80% các
các xét nghiệm đều cho sai kết quả. Theo nhà dịch tễ học Prakla, các bộ xét nghiệm nhanh loại cúm Vũ Hán chủng mới của Trung Quốc sẽ không giúp gì được nhiều cho việc phát hiện bệnh do tỷ lệ lỗi lên tới 80%. Ông nói thêm, chúng tôi đã kiểm tra chúng vào thứ Bảy vừa rồi tại Bệnh viện Đại học Ostrava, nhưng không may là tỷ lệ kiểm tra sau khi cho biết kết quả sai khá cao. Vì vậy, chúng tôi đang chờ thêm kết quả xét nghiệm trên toàn quốc để đối chiếu. Cô Krinova cho biết thêm rằng các xét nghiệm cho hầu hết kết quả âm tính giả với dương tính giả. Sau khi xét nghiệm nhiều người bằng các bộ xét nghiệm này, họ đã thử lại bằng việc xét nghiệm truyền thống và nhận ra tỷ lệ lỗi của bộ xét nghiệm từ Trung Quốc. Và ngay cả khi nó chỉ dùng để xét nghiệm những người ở cuối thời điểm họ hết cách ly, thì chúng tôi cũng muốn phải kiểm tra độ tin cậy của nó trước, cô nói. Bộ Y tế Séc cho biết kết quả xét nghiệm truyền thống tuy không hẳn là các xét nghiệm hoàn hảo nhất, nhưng tỷ lệ sai sót chỉ có từ 20 đến 30% mà thôi. Vào hôm 28 tháng 3, Hà Lan đã buộc phải thu hồi 600.000 khẩu trang kém chất lượng nhập từ Trung Quốc. Đây là loại khẩu trang FFP2 nằm trong lô hàng chính phủ Hà Lan đặt mua từ Trung Quốc để cung cấp cho các nhân viên y tế. Đây là hình ảnh ngày 17 tháng 3, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã phát biểu trên truyền hình cho biết ông có ý định thúc đẩy sự phát triển của hệ miễn dịch cộng đồng ở Hà Lan. Tuy nhiên, Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Hà Lan đã phát hiện số khẩu trang này chưa đạt chuẩn, trong đó lớp màng lọc có vấn đề. Trong một thông báo vào 28 tháng 3, Bộ Y tế Hà Lan cho hay họ đã nhận lô hàng khẩu trang từ một nhà sản xuất Trung Quốc vào ngày 21 tháng 3, theo hãng thông tấn AFP cho biết. Một phần lô hàng đã được phân phát cho đội ngũ y tế, thông cáo này cho hay, phần còn lại lập tức bị đình chỉ phân phát. Lần kiểm tra thứ hai cũng phát hiện khẩu trang không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng. Quyết định được đưa ra là không sử dụng bất cứ sản phẩm nào trong lô hàng này, thông báo cho biết. Lệnh thu hồi liên quan đến gần một nửa trong số 1,3 triệu khẩu trang FFP2 của lô hàng. 600.000 chiếc đã được đưa đến các bệnh viện, theo đài truyền hình NOS đưa tin. Vấn đề với số khẩu trang này là chúng không khít với khuôn mặt khi đeo hoặc lớp màng lọc bị lỗi, NOS đã tiết lộ như vậy. Trung Quốc, nơi khởi phát dịch cúm Vũ Hán, đang nỗ lực sửa đổi hình ảnh quốc tế bằng việc viện trợ hoặc bán các thiết bị, vật tư y tế cho các nước đang chống chọi với dịch bệnh lan trên khắp thế giới. Tuy nhiên, chất lượng của sản phẩm đã trở thành vấn đề gây quan ngại. Và cũng hôm 28 tháng 3 năm 2020, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros khuyến cáo là không nên sử dụng các phương pháp điều trị mà chưa có kết quả thử nghiệm chắc chắn, đặc biệt là thuốc chống sốt rét mà nhiều bệnh nhân cúm Vũ Hán và những người có nguy cơ nhiễm bệnh ở nhiều nước đang đổ xô đi mua. Đây là hình ảnh lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros. Không trực tiếp nêu tên thuốc chống sốt rét, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các quốc gia và các bệnh nhân không nên sử dụng những loại thuốc này để chống dịch cúm Vũ Hán. Ông Tedros nhấn mạnh như sau. Trong lịch sử y khoa đã có nhiều ví dụ về những phương thuốc mà trên lý thuyết hoặc trong phòng thí nghiệm đạt kết quả rất tốt, nhưng lại không có hiệu quả đối với người hoặc trái lại nguy hiểm với người. Chúng ta phải chờ kết quả thử nghiệm chắc chắn, không thể đốt cháy giai đoạn. Hiện giờ, loại thuốc Chlorgreener đang được thử nghiệm lâm sàng tại khoảng 50 quốc gia để xác định xem đây là có phải là loại thuốc hiệu nghiệm trong việc điều trị bệnh nhân cúm Vũ Hán hay không. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới còn nhấn mạnh đến nguy cơ khan hiếm thuốc chống sốt rét nếu có quá nhiều người mua loại thuốc này. Trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Y tế Thế giới, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo là tình trạng thiếu các thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế trên toàn thế giới là một mối đe dọa cấp thời trong cuộc chiến chống lại đại dịch cúm Vũ Hán. Ngỏ lời với lãnh đạo các nước thuộc khối G20 vừa họp thượng đỉnh hôm thứ Năm vừa qua, ông Tedros kêu gọi là họ hãy huy động sức mạnh về công nghệ, công nghiệp và sáng chế để sản xuất và phân phối các thiết bị cần thiết để đối phó với đại dịch này. Và cuối cùng là một tin có lẽ khá vui khi bộ xét nghiệm ký thử nghiệm cúm Vũ Hán của hãng Upload Lab của Mỹ vừa được cơ quan quản lý dược thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA chấp thuận có thể cho kết quả chỉ sau 5 phút sau khi thử nghiệm loại cúm Vũ Hán. Và mỗi tuần công ty này có thể sản xuất khoảng 50.000 kit mỗi ngày. Đây là hình ảnh bộ xét nghiệm
cúm Vũ Hán của công ty Abbott Lab của Mỹ đã được FDA chấp nhận. Bộ xét nghiệm Abbott được đánh giá có tầm quan trọng cực lớn trong công tác phòng chống lây lan của dịch cúm Vũ Hán, có thể đọc được kết quả dương tính chỉ trong vòng 5 phút và xác nhận âm tính trong vòng 13 phút. Nhanh nhất, đây là thiết bị nhanh nhất trong các loại công cụ xét nghiệm đang có mặt trên thị trường. Bộ xét nghiệm này có ưu điểm là rất dễ sử dụng, nhỏ và gọn nhẹ, khoảng 3 kg, nên có thể mang đi bất cứ đâu, cho phép xét nghiệm và nhận kết quả gần như tức thời, ngay tại địa điểm chăm sóc y tế và các chốt kiểm tra sức khỏe. Các phương pháp xét nghiệm trước đây yêu cầu phải lấy mẫu dịch mũi hoặc họng rồi gửi đến các phòng thí nghiệm hay bệnh viện để kiểm tra, tốn nhiều thời gian mới cho ra kết quả. Các máy xét nghiệm dạng cầm tay khác thì khá cồng kềnh và thời gian cho kết quả khá lâu, ít nhất cũng phải 30 đến 60 phút. Do đó không thể bố trí tại các đầu mối giao thông công cộng có lưu lượng hành khách qua lại rất lớn như sân bay, ga tàu hỏa, trạm xe điện ngầm, bến xe bus. Abbott cho biết, từ đầu tháng 4 năm 2020, hãng sẽ cung cấp khoảng 50.000 bộ xét nghiệm mỗi ngày. Nguyên tắc hoạt động của bộ xét nghiệm này là dò tìm các mảnh phân tử gen của cúm viêm phổi Vũ Hán chủng mới. Nhân viên y tế sẽ lấy mẫu dịch từ mũi hoặc vòng họng của người cần xét nghiệm, sau đó trộn vào một hóa chất có tính chức năng phá vỡ cấu trúc loại cúm này để phóng thích ra RNA của nó. Hỗn hợp dịch hóa chất này sẽ được đưa vào máy để nhận dạng gen đặc trưng của loại cúm Vũ Hán. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.